Thưa quý vị, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Cup Biwase lần thứ 14 năm 2024, một trong những giải xe đạp nữ đường trường có quy mô và chất lượng nhất Việt Nam, với tổng cự ly tăng lên 1.158 km đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều cung bậc cảm xúc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng xem lại những khoảnh khắc và cảm xúc đáng nhớ nhất của các danh hiệu cá nhân ở mùa giải Biwase Cup lần thứ 14 năm 2024. Trải qua 10 ngày tranh tài với 10 chặng đua có tổng lộ trình thi đấu 1.158 km, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Cup Biwase lần thứ 14 năm 2024 đã khép lại thành công cả về quy mô tổ chức lẫn chất lượng chuyên môn. Gần 100 bóng hồng của 20 đội đua mạnh trong và ngoài nước đã chứng minh bản lĩnh của phụ nữ hiện đại để làm nên một mùa giải thành công. Trong đó, đặc biệt là những tay đua mạnh thể hiện được sự vượt trội của mình để giành các danh hiệu cá nhân của giải Biwase Cup lần thứ 14 năm 2024. Ở danh hiệu áo vàng, tay đua có thành tích chung cuộc tốt nhất đã thuộc về Natalia Brolova của đội tuyển xe đạp Biwase Bình Dương với tổng thời gian là 29 giờ 2 phút 19 giây. Ngay ở lần đầu tiên sang Việt Nam thi đấu cho đội xe đạp nữ Biwase Bình Dương, tay đua 26 tuổi người Nga đã thể hiện được bản lĩnh và sức mạnh vượt trội của mình. Đặc biệt, tay đua Natalia Brolova không những khẳng định sức mạnh về thi đấu đường trường khi có nền tảng thể lực tốt mà còn chứng tỏ mình là một tay đua có thể leo đèo xuất sắc khi giành luôn áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi ở mùa giải Biwase Cup 2024 với tổng điểm thưởng 62 điểm. Ok,
Tôi rất vui khi được thi đấu và giành được hai chiếc áo danh giá nhất của BYC Cup lần thứ 14 năm 2024. Đó là áo chấm đỏ và áo vàng. Tôi rất cảm ơn đồng đội của tôi. Nếu không có họ thì tôi không thể đạt được hai giải thưởng này. Đồng đội của tôi đã hỗ trợ rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Trong các danh hiệu, ngoài danh hiệu áo vàng và áo chấm đỏ, thì áo xanh nước rút cũng là danh hiệu cao quý. Với việc khẳng định mình là một tay đua nữ có nước rút tốt nhất hiện nay tại khu vực, tay đua Sutathip Manipan của đội tuyển xe đạp nữ Thái Lan đã giành áo xanh nước rút chung cuộc của mùa giải BYC Cup lần thứ 14 với tổng điểm thưởng là 81 điểm. Hôm nay tôi thực sự rất vui khi nhận được áo xanh vì năm nay lộ trình đường đua khá khó và thời tiết khá nóng. Điều đó thật sự khá khó khăn đối với tôi ở mùa giải năm nay. Vì vậy, tôi đã phải cố gắng hết sức và ngày cuối cùng, tôi đã thực hiện thật tốt để nhận được giải thưởng chung cuộc trong ngày hôm nay. Danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ có thành tích tốt nhất chung cuộc mùa giải năm 2024 đã thuộc về tay đua trẻ Lâm Thị Thùy Dương của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama và đang nằm trong thành phần đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam. Tuy năm nay phải thi đấu với nhiều tay đua trẻ xuất sắc đến từ các nước có nền xe đạp đường trường phát triển, nhưng Lâm Thị Thùy Dương tiếp tục khẳng định được mình khi lần thứ 3 liên tiếp giành được áo trắng dành cho tay đua trẻ có thành tích chung cuộc tốt nhất tại BYC Cup. Đây là một thành tích đáng ngưỡng mộ mà nhiều tay đua khác phải mơ ước, khi năm nay Thùy Dương mới 19 tuổi và chắc chắn rằng sẽ có tiếng xa trong sự nghiệp xe đạp đường trường của mình, đem về nhiều vinh quang cho thể thao Việt Nam nói chung và xe đạp đường trường nữ Việt Nam nói riêng. Cảm xúc của em giờ nó không nói nên lời luôn, thật sự rất hạnh phúc. Để mà có được cái áo trắng này thì nó thật sự rất khó khăn với em, nhưng chặng đèo thì em rất quyết tâm, nhưng xuống đường bằng thì em mệt mỏi là với nào là Mã Lai, Thái Lan. Nhưng mà nhờ sự may mắn và sự nỗ lực để của em để em có được như ngày hôm nay. Ngoài các danh hiệu cá nhân và đồng đội chung cuộc như nhiều giải xe đạp trong và ngoài nước, thì ban tổ chức giải còn chú trọng dành một giải thưởng nhằm tôn vinh phái đẹp, đó là áo hồng Miss BYC. Để đạt được danh hiệu này, tay đua đó không chỉ có nét đẹp của một vận động viên xe đạp mà còn phải có thành tích chung cuộc thuộc top 40. Chính vì vậy, đây là một ẩn số đầy bất ngờ đến phút cuối của lễ trao giải chung cuộc. Và bất ngờ ở mùa giải BYC Cup năm nay đã xảy ra với tay đua Bruna Katuzeva đến từ nước Nga, thi đấu cho đội xe đạp nữ nước Ion BYC Bình Dương. Cô đã vượt qua các tay đua trong và ngoài nước để giành danh hiệu Miss BYC Cup của mùa giải lần thứ 14 năm 2024. Đây là một bất ngờ rất lớn đối với tôi và tôi rất vui vì mình được bình chọn. Cảm xúc của tôi lúc này là rất vui và tuyệt vời. Cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cuộc đua này để tôi được mời đi thi đấu và nhận giải ngày hôm nay. Tôi rất vui khi được ở đây và còn hơn thế nữa khi nhận được danh hiệu áo hồng này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những người đã bình chọn cho tôi. Cảm ơn tất cả. Ngoài 5 danh hiệu nêu trên, ở mùa giải lần thứ 14 năm 2024, vì có tới 9 đội xe đạp nữ mạnh ngoài nước tham gia tranh tài, nên ban tổ chức còn dành thêm một giải thưởng, đó là áo cam, dành cho tay đua Việt Nam có thành tích chung cuộc tốt nhất. Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, khi áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích chung cuộc tốt nhất của mùa giải năm nay đã thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Thu Mai cũng là một trong những tay đua xuất sắc khi đang nằm trong thành phần đội tuyển xe đạp nữ đường trường Việt Nam.